Nhiều nam giới tin rằng dương vật càng lớn thì mang lại kích thích cho chị em phụ nữ càng nhiều khoái cảm. Đồng thời chuyện ấy càng hoành tráng, giúp cho họ tự tin hơn trước mắt bạn tình. Không ít đấng mày râu đã tìm những cách làm to cậu nhỏ to dương vật bằng thuốc, phẫu thuật để cải thiện cái khả năng tình dục. Hoặc ngay gần đây nhất ở trên thời sự TV, các bạn có nghe cái trường hợp đó là có một chàng trai tiêm filler vào bạn kiều không ạ? Và cuối cùng đó là họa mi ngừng hót. Tuy nhiên, những cách kích thích làm to cậu nhỏ bên trên thì vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro lại vừa ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản và chính sức khỏe phòng the. Vậy, làm thế nào để tăng kích thước dương vật tại nhà một cách an toàn, hiệu quả và lại rất tự nhiên? Thì ngày hôm nay, Giang Venus sẽ cùng hướng dẫn cho các bạn đi vào chi tiết. Còn bây giờ thì ok, let's go! Phẩm hàng ngày ăn giúp cậu nhỏ tăng kích cỡ. Thứ nhất đó là chuối. Trong chuối thì có hàm lượng kali rất là lớn. Nó có tác dụng rất là tốt đến tim, giúp cho tim hoạt động bơm máu đến toàn bộ các khoang ở cơ thể tốt hơn. Từ đó cái việc bơm máu đến bạn kiêu, bạn dương vật cũng diễn ra cực kỳ trơn tru và dương vật sẽ được cung cấp đủ cái lượng máu cần thiết để nó cương cứng và nó mập mạp tuyệt vời nhất. 2. Cá hồi. Trong cá hồi thì có hàm lượng chất béo rất cao, ví dụ như omega 3 này và rất là nhiều loại omega khác. Những loại chất béo này thì rất tốt cho sức khỏe của nam giới. Và có một sự thật đó là chất béo này thì giúp cho cái độ nhớt ở trong máu nó thấp hơn. Từ đó việc lưu thông máu nó trơn tru, nó dễ dàng hơn và nó giúp cho cậu nhỏ mập mạp, cương cứng hơn. Vậy nên hãy ăn cá hồi nhiều các đấng mày râu nhé. 3. Hành tây. Mặc dù đã được nghiên cứu từ rất là lâu rồi, tuy nhiên, nhiều người lại không hiểu về cái tầm quan trọng của ăn hành tây trong bữa ăn. Các nhà khoa học có nhận xét đó là ăn hành tây ở trong bữa ăn góp phần làm to dương vật. Kích thước dương vật sẽ được tăng lên nhanh chóng. 2. Các bài tập thể dục giúp tăng kích thước cậu nhỏ tại nhà. 1. Kéo dương vật bằng lực để tăng kích thước. Tác dụng của phương pháp này đó là làm giãn cái dây chằng treo ở đầu dương vật và từ đó làm chiều dài của dương vật tăng lên. Cách thực hiện rất là đơn giản thôi. Bạn dùng tay này cầm vào cái đầu bao quy đầu, sau đó từ từ kéo dương vật phía trước ra, giữ nguyên trong vòng 10 giây, sau đó kéo sang trái, kéo sang phải và cảm nhận được cái lực ở đó. Cứ lặp đi lặp lại ngày 2 lần và mỗi lần kéo tầm 5 phút và với một cái biên độ nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Phần đầu cậu nhỏ sẽ có cái độ ma sát nhất định và nó sẽ làm hưng phấn cái đầu dây thần kinh đầu cậu nhỏ và có thể là nó sẽ ăn gian được cái độ mập mạp bạn kêu mà chị em phụ nữ chúng ta rất là thích. 2. Thường xuyên massage cho dương vật. Nhìn tay Giang Venus rất là quen đúng không ạ? Việc massage cậu nhỏ hay massage dương vật là việc thường xuyên các đấng mày râu nên làm, hoặc là bạn nữ, vợ, bạn tình nên làm. Cái tác dụng nó làm tăng giãn nở các mô cương cứng ở trong thân sụn của dương vật. Tập luyện càng nhiều thì các mô cương cứng của bạn kiêu càng phát triển ra và càng nở ra, càng dài hơn. Tại vì bạn kiêu thì không có xương mà chỉ là các mô sụn khớp thôi. Nên là nam giới biết cái điểm huyệt này để chúng ta yêu cầu chị em phụ nữ sử dụng keo bôi trơn Venus dát vàng và massage kiêu thường xuyên nhé. Cách thực hiện rất là dễ. Dùng ngón trỏ và ngón cái có tác động một lực vừa phải lên dương vật đúng không ạ? Vuốt dọc từ gốc dương vật lên, đó, vuốt dọc từ dưới lên. Nhưng mà Giang Venus thì toàn lấy cả cái bàn tay đan xen lại với nhau như thế này. Hoặc là chúng ta có thể là lấy một tay thôi, giống như là làm bạn với đôi tay đúng không ạ? Xóc lọ như thế này, rất là đơn giản. Mỗi ngày các anh nam giới làm 1 cho đến 2 lần và mỗi lần trong vòng 10 cho đến 15 phút. Cam kết là sẽ to và sẽ mập các anh nhá. 3. Đó là chườm ấm cho bạn kêu dương vật. Bạn chỉ cần dùng một chiếc khăn ấm và đắp lên cái vùng gốc dương vật tầm 2 cho đến 3 phút. Khăn ấm thì có tác dụng đó là giúp mạch máu giãn nở và lưu thông máu đến dương vật. Nhưng mà chúng ta không hề biết điều này. Nên là dù mùa hè hay mùa đông luôn luôn có một cái khăn mặt không phải dùng để rửa mặt ở bên trên mà là để đắp vào cái mặt ở bên dưới của đống mày râu. Đó, và tầm 2-3 phút cái nhiệt độ của khăn cũng như là nước ấm sẽ làm cho giãn nở các mao mạch, các động mạch và làm cho máu sẽ được lưu thông ở bạn kiêu một cách to rõ rệt nhất. 3. Giảm cân.
Các bạn đã bao giờ nghe câu đó là bụng to lò xo rụt hay chưa? Rất là nhiều rồi đúng không nào? Thực tế thì béo nó không phải làm nhỏ cậu bé đi đâu các bạn ạ. Một phần ấy, đó là dương vật của chúng ta khi mà cơ thể người nam giới bị béo thì sẽ bị che phủ bởi lớp mũ. What? Một phần ấy, dương vật của chúng ta khi mà ở cái chủ thể nam giới bị béo thì sẽ bị che phủ bởi cái lớp mỡ ở cái phần xương mu của nam giới. Vì vậy cái việc giảm cân sẽ giúp cho nam giới đầu tiên là khỏe hơn. Cái thứ hai đó là làm giảm cái độ dày của lớp mỡ phần mu dương vật. Lúc đó cậu nhỏ của chúng ta sẽ được trả lại có thể 1-2cm đó nha. Cứ thử xem những anh bụng đang to. 4. Bỏ thuốc lá. Hút thuốc lá thì không chỉ là nguyên nhân chính gây ung thư phổi, lao phổi, ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn là xu hướng gây tắc nghẽn cái động mạch. Nó sẽ làm cho cái lưu lượng máu bơm đến các cơ quan khác nó chậm hơn. Đó, đặc biệt đó là dương vật. Biết là hút thuốc lá thì không hề tốt cho cơ thể đúng không ạ? Còn lúc mà sinh tinh binh ra, cái mùi mà hút thuốc lá nó rất là đắng, nó rất là tanh và nồng nữa. Nhưng mà các đấng nam giới thì không kiềm chế được. Và các anh có biết rằng đó là dương vật của bạn nam không thể phát triển bình thường nếu như bạn hút thuốc lá quá nhiều. Và cách thứ 5 đó là hiệu quả nhất, an toàn nhất mà Giang Venus nghĩ rằng nó tiện lợi nhất cho các đấng mày râu. Tại vì là không phải anh nam giới nào cũng có tầm 10-15 phút ngày nào cũng massage kiêu đúng không ạ? Không phải anh nam giới nào cũng có một cái khăn mặt làm ẩm nó rồi đắp lên bạn kiêu đúng không ạ? Và không phải anh nam giới nào cũng có cái thời gian chăm sóc bạn kiêu. Thì làm như thế nào mà nó vẫn to, vẫn khỏe, vẫn kéo dài cuộc yêu và vẫn mập được? Chào bạn, tôi là Vũ Hà Giang, đến từ Hội Lương Y thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, tôi là chuyên gia tâm lý tình dục học và là nhà sáng lập nên thương hiệu Venus. Sau nhiều năm nghiên cứu và trải nghiệm, tôi với các chuyên gia đầu ngành đã cho ra đời giải pháp Venus Amorous giúp các đấng mày râu lấy lại bản lĩnh khỏe mạnh, bên cạnh đó giải quyết những vấn đề về yếu sinh lý, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương hay dương vật không cương cứng. Venus Amorous có tác dụng bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, sinh tinh bổ huyết và đây là một trong những cái giải pháp giúp cải thiện vấn đề mãn dục nam. Venus Amorous lấy lại bản lĩnh khỏe mạnh. Các anh hãy sở hữu ngay Venus Amorous, trời ơi! Giang Venus đã mất công tìm tòi, nghiên cứu bao nhiêu năm và đã đưa ra thị trường rất là nhiều năm nay và được hàng triệu bậc nam giới đón nhận và phản hồi cực kỳ tuyệt vời. Venus Amorous có tác dụng đó là tăng cường thời gian quan hệ, tăng cường chất lượng tinh binh tại vì trong đây có thành phần bạch tật lê rất tốt cho các chú nòng nọc và tăng cái cơ xốp ở cậu nhỏ, nó sẽ giúp lưu thông máu tuyệt vời. Trong cái Venus Amorous viên uống khỏe sinh lý của nam giới thì có thành phần dâm dương hoắc tốt cho não, mà não là nơi điều khiển phản xạ ra sớm ra muộn, não là nơi mà điều khiển cái phản xạ trên bảo dưới phải nghe của nam giới. Và nếu mà các anh không có cái giải pháp như thế này thì chắc chắn là các anh sẽ bị tình trạng chưa đi đến chợ đã hết tiền. Thực tế thì kích thước của dương vật không quá quan trọng khi chúng ta làm chuyện đó với bạn tình. Cuộc vui thành công hay không thành công ấy chủ yếu phụ thuộc vào cái khả năng, cái kỹ năng của nam giới, đặc biệt đó là cái phần cương cứng của bạn kiêu, phụ thuộc vào thời gian giao hợp và cái nghệ thuật chăn gối của người đàn ông cũng như cái sự hưng phấn của người đàn bà. Sự tự tin của người đàn ông sẽ khiến cho cả hai người tình cảm thăng hoa và khăng khít, không phải là cứ to, cứ dài thì người chị em phụ nữ mới thích các anh nam giới nhé. Kích thước dương vật cũng không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản mà phụ thuộc vào số lượng và chất lượng của tinh trùng. Nếu mà không may bị yếu một chút nhưng mà tinh trùng khỏe, tinh trùng nhiều, không bị mất đầu, mất chân, mất đuôi, dị dạng thì vẫn tăng tỷ lệ thụ thai. Vì vậy, kích thước của dương vật nam giới không ảnh hưởng quá nhiều đến chức năng sinh lý. Nó chỉ thực sự đáng ngại nếu mà nam giới đó có bạn kiêu quá ngắn và quá nhỏ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi hết video của Giang Venus. Nếu các bạn thấy hay hãy ấn like, share. Bên cạnh đó hãy ấn đăng ký và bật chuông thông báo để xem được những video tiếp theo mới nhất của Giang Venus. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!